Hello, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy yêu thương. Hiện tại Bửu đang có mặt giữa một cái cánh đồng lúa nha. Hiện tại miền Trung thì vào tháng này thì vào mùa hè, cho nên những cái đồng lúa như thế này được bỏ hoang nha. Và bắt đầu vào tháng sau thì bà con bắt đầu kề cấy và gieo trồng trở lại nha. Nói về hiện tượng sư thầy Thích Minh Tựa đi khất thực và bộ hành thì trên mạng cũng xuất hiện nhiều các sàm tên ma tên và các thầy thích cúng dường hay nói xấu sư thầy Thích Minh Tựa, phỉ báng thầy. Hôm nay thì cũng có một cái chị đại cũng dám đứng lên bênh vực cho thầy. Bửu sẽ quay lại cuộc trò chuyện này, Bửu gửi đến cho cả nhà xem. Mời cả nhà xem clip. Nếu như thầy của cô mà ngồi 7-8 năm trong trường, ngồi như tụi con vậy, rồi đứa nào mà mở đạo tràng nữa, rồi đứa nào kêu cúng dường nữa con? Ai mà kêu cúng nhà gần chùa cúng nhà đi nữa? Ai mà kêu cúng bệnh giá lớn nữa? Con nghĩ đi, con hiểu không? Cái hệ điều hành của thầy cô là hệ điều hành là cúng bằng tiền, còn giống như hệ điều hành của tụi con là ăn cơm của má rồi đi học. Khác nhau nha, các cảnh bên anh khác nhau, khác hiểu lắm con. Nếu mà thầy ngồi như con như vậy, rồi đứa nào mà mở đầu tràng, rồi ai tin thầy của cô nữa? 7-8 năm sau già mẹ rồi, ra nói ai nghe nữa? Con hiểu à? Giống như cô nè, bây giờ mà thêm 7 năm tiến sĩ nữa, rồi cô ra cô làm gì ăn? Nếu học thạc sĩ luật, tại sao phát biểu Việt Nam là em Trung Quốc? Thôi chết rồi anh chị bạn nè, tập trung vô đây, không cần nhiều đâu, hello chị Anh Tiết. Thôi chết rồi, bởi vì em nói chuyện bạn thấy không? Đó, này để con hát cho con nghe vậy nè. Ngộ kỳ thời, con nghe nha. Tu riết không khôn ra, tu lâu mà ngủ thấy mẹ, tu chi nữa trời. Con nghe hết bài này nha. Vì mà đi tu, tối ngày toàn chơi vúa, dân chúng không đi tu chi nữa cha. Vế sắp tới nè, con hỏi nè. Cha về nhà, hỏi ma của cha xem, lấy Trung mà hay lấy Việt, sao cha giảng gì kỳ? Việt Nam tụi tôi thế mà là em của Trung Quốc, sao cha ngu thế cha? Đi tu mà tu đi không khôn ra, tu lâu mà ngu thấy mẹ, tu chi nữa trời. Vậy thì năm nay hết thời về nhà nghỉ hưu 2 năm, đi tu chi nữa cha? Cô đố không biết cô hát gì, cô đố không biết. Thì cô hát bài này lâu rồi, lâu trước khi con hỏi á, là luận án tại sao học là nè, tại sao học luận án tiến sĩ luật mà tại sao nói là Việt Nam là em của Trung Quốc? Phải có học nha chị bạn, trên mạng này chơi là phải có học thức nha. Mấy em nhỏ nó vô nó hỏi mình phải trả lời được. Hello chị Anh Tiết, thấy chưa anh chị bạn, thích thú vô cùng không? Em thấy mà thích thú luôn chị bạn, thích thú ra mặt luôn chị bạn, thấy chưa? Phải có đứa nó hỏi vậy mình mới cảm thấy là bài hát mình có giá trị, thấy không? Đi tu mà tu đi không khôn ra, tu lâu mà ngủ thấy mẹ, tu chi nữa trời. Thì em hát trước khi anh chị bạn là em này hỏi nha, hát trước khi đứa cháu nó hỏi nha, là tính ra anh chị bạn nghĩ coi em hỏi anh chị bạn cái gì. Đúng rồi, học tiến sĩ luật được không? Là học lịch sử Việt Nam nhiều lắm chị bạn, phải không? Học luật lệ đồ, học cái này cái kia để mình cãi cho người ta mà. Mình là luật sư của tương lai, mình tiến sĩ luật là mình còn dữ dội nữa. Tại sao mình không biết là Việt Nam không phải là em của Trung Quốc? Tại sao? Đó, con hay đó, cô chịu nha. Đúng là ta nói con rồng cháu tiên là có thiệt. Mấy đứa nhỏ là con rồng cháu tiên của Việt Nam, là phải biết được Việt Nam là Việt Nam chứ không là em của ai hết. Chịu. Yeah. Nói chung là vậy đó. Cả đời em mà chỉ đẻ ra mấy đứa nhân tài vậy thôi, chị bạn là chịu. Thế cỡ má nó mà thấy có con vậy là thấy vinh hạnh nè. Việt Nam nào là em của Trung Quốc? Con hỏi ai á? Đúng rồi đó, con học lực là đúng rồi đó. Con hỏi thử coi, ở đâu có Việt Nam là em của Trung Quốc? Con hỏi đúng rồi, đúng ngay tim đen của thầy luôn. Nói giảng cuối cùng mới đi về đó con, tại vì con nói đúng á. Có học con mẹ gì đâu mà giảng con. Con hỏi đúng. Giống như cô vậy nè, biết mẹ đâu nói về tiến sĩ luật, tiến sĩ vậy, tại có học đâu nói con. Con hỏi đúng đó, con hỏi đúng người. Nhưng mà cô sẽ thí dụ cho con nghe. Tại vì cô cũng đâu có biết con mẹ gì lịch sử đâu con. Cô là chỉ lên được cho tụi nó cúng dường thôi. Nhưng mà lâu lâu là giả bộ hù tụi nó chơi vậy đó, cho tụi nó biết được là phải nhân nhượng. Nay mai mà cô có mở cái chùa ở bên Đài Loan, Đài Ơ rồi đó, là cô qua bởi là cô biết tại sao là Việt Nam là em của Trung Quốc nè. Con hiểu hả? Con biết không? Con biết có chúng thanh niên nào bên này lo không? Con biết không? Con biết là cái dự trù của thầy cô là nó sai dữ lắm không? Con biết không? Không biết đúng không? Trời ơi, tại sao gọi là Việt Nam là em, Trung Quốc là anh hả?
trời ơi, thầy muốn chuyển qua giảng bằng tiếng phổ thông luôn nè, ngò ái nị nị ái ngại rồi luôn, sắp lên rồi, sắp lên tới chương trình đó rồi anh chị bạn. Mấy đứa nhỏ hỏi hay anh chị bạn, con hỏi hay đó, và nên mấy đứa nhỏ nên sáng suốt vậy, tại vì ít nhất là chúng thanh niên cũng phải là so sánh với mấy đứa nhỏ có học anh chị bạn thấy chưa. Nếu mấy đứa nhỏ mà nó có học mà nó hỏi ổng thôi là chạy hết nổi rồi, chứ huống chi là chúng thanh niên nó ăn no, nó học nhiều xong nó u mê, nó không thông minh mà nó tối ngày đu theo đầu láng đó, nó ngồi nói chuyện trên trời không. Chị bạn thấy không, chị bạn thấy giá trị không? Giá trị của một đường ray là gì? Thế giá trị của một đường ray là vậy nè, là đợi nhân tài vô người ta hỏi mình, lực đó là con bó tay đó. Vậy trời ơi, ta nói thiệt, anh chị bạn đừng hỏi mình, để cho mấy đứa nhỏ nó hỏi đi, đặng mình biết muối mặt với người ta. Anh chị bạn nên nghe nha, người nào rảnh nên nghe, đây là những mầm xanh của tương lai, trong đó là có con cái của anh chị bạn, nên nghe con mấy đứa nhỏ nó suy nghĩ gì. Lịch sử Lý Thường Kiệt, ổng nói đó đúng rồi, em không có cần nói nhiều cho anh chị bạn nghe đâu, chỉ là em hát bậy thiệt cho anh chị bạn nghe, anh chị bạn tưởng là phá người ta nên hát. Giờ bây giờ có đứa nhỏ nó hỏi rồi đó, Việt Nam nào là em của Trung Quốc đó, mấy đứa là tiến sĩ luật được không tương lai đó, nó hỏi anh chị bạn trả lời đi, giờ chúng thanh niên của thầy vô trả lời đi, Việt Nam nào là em của Trung Quốc hay đó. Mấy đứa đó là trời đó, mầm xanh của tương lai không đó anh chị bạn, phải trân trọng mấy bạn nhỏ bây giờ. Anh chị bạn thấy nó cùn cùn như chứ sau này nó làm ông này bà nọ làm sao đâu biết được. Khi nào nó hỏi chúng ta vậy là nó hiểu hơn chúng ta rồi, nó hiểu hơn chúng ta nhiều lắm rồi, chứ nó đâu phải là ngồi ếch ngồi đáy giếng đâu mà thầy nói gì nghe đó thầy, đúng thầy, thầy nói quá rồi thầy ơi, nói giết mà ta nói thiệt, dân chúng thì chịu hết nổi rồi anh chị bạn, dân chúng chịu hết nổi rồi, dạ chịu hết nổi rồi nha, nói thẳng luôn là chịu hết nổi rồi đó. Nay mấy đứa nhỏ nó hỏi tới Việt Nam nào là em của Trung Quốc thiệt, con muốn đổi cái quần lên đầu đi luôn, học lực ra bảo vệ hình chữ S mà bảo vệ dân chúng chứ đâu phải là kêu Việt Nam là em Trung Quốc. 241 người nghe đứa nhỏ nó hỏi một câu thiệt, học lực ra là để bảo vệ hình chữ S, để bảo vệ dân chúng chứ không phải kêu Việt Nam là em Trung Quốc. So thiệt hay. Có những câu hỏi anh chị bạn thấy không, không có cần cái like nói bậy gì hết, những câu hỏi nó hỏi đơn giản thôi trả lời không nổi. Học lực ra đúng rồi con, là để bảo vệ quyền lợi của người ta, để bảo vệ quyền lợi của Việt Nam và quyền lợi của người dân trên đất nước Việt Nam. Tại mình ta hướng mình là đi bảo vệ người ta là mình phải biết nói lại, đúng rồi con, là luật sư là phải vậy, con nói đúng rồi đó, con hỏi đúng luôn. Vậy tại sao là vậy hả? Con hỏi thử coi, con có biết được có ngôi chùa nào ở bên Đài Loan không? Con có biết được là có một vị trụ trì đó mà chị bạn của chị bạn của cô là ở bên Đài Loan á, là biết luôn đó, là biết được luôn á, là ngôi chùa đó là đang gặp người ta trong đó luôn đó. Hello chân tình, nhức đầu lắm con ơi, thiệt, con không phải hỏi đơn giản đâu, nhưng mà có những thứ những người lớn nó làm đó con, đúng rồi, con cảm thấy là con hỏi đúng rồi, nhưng mà con hỏi ngay đề tài luôn đó. Nhưng mà cô cũng như con vậy đó, cũng đang đợi coi kết quả nó đẹp cỡ nào. Cô cũng nghịch lắm á, cô cũng đợi như con vậy đó. Tại vì cái câu hỏi của con đó cũng là câu hỏi của cô. Không, cô thấy bán khô vậy thôi, nhưng mà cô hỏi y chang vậy đó. Cô cũng hỏi là Việt Nam nào là em của Trung Quốc mà cô hỏi hoài à. Nhưng mà chưa có ai trả lời cho cô hết á. Bữa nay là con là vô là người cô hỏi ngược lại cô. Chứ thường là cô hỏi ngược anh chị em bạn trên này nè, là Việt Nam nào là em của Trung Quốc. Cô nghịch vậy đó, cô hỏi toàn những chuyện gì đâu không không à. Con nói đúng rồi đó, cô là con người con, cô đi ngược với lại, đi ngược cái xu hướng không à. Cô hỏi những cái câu ngặt nghèo vậy đó, giống như con hỏi cô phái là vậy đó. Cái hệ điều hành gần nhau đó anh chị bạn thấy không, khi chúng ta có học thức rồi chúng ta phái lắm anh chị bạn, phái lắm. Khi chúng ta nói chuyện rồi nó cũng sạch mà sang. Việt Nam chứ mình viết tắt vậy đi, là ví dụ như Việt Nam không thể nào là em của Trung Quốc. Em không trách ai trong live mà em nói thiệt, Việt Nam là Việt Nam. Em muốn nhắc nhở với anh chị bạn nhiều lần rồi. Chúng ta đang nói tiếng Việt, sống trên đất nước Việt Nam. Chúng ta ví dụ như á, mạnh ai kiếm sống thiệt. Nhưng mà làm gì làm chúng ta cũng là sống trên một đất nước, thấy không? Làm gì làm thì không thể nào có một cái nước nào mà vô mà làm anh chúng ta tào lao vậy, là nó được thao túng hết đồ, không có chị bạn. Mình ở đây mình nói nó qua nước mình là nó phải nghe mình, đúng không? Và nó làm sai mình lại nói tiếng Việt, bắt buộc nó phải có thông dịch tiếng Việt, hiểu không? Chứ không thể nào mà mình phải nói tiếng Trung như nó được. Anh chị bạn thầy làm chiếc mốt mình học tiếng Trung luôn chị bạn à. Chà, tự nhiên nhắc tới thầy Duyên đói bụng luôn chị bạn. Nhiều khi thầy nói quá làm em đói bụng luôn. Khi những cái câu trả lời không trả lời được đói bụng luôn chị bạn, thiệt sự. Em phái mấy đứa nhỏ này nó thiệt. Em phái mấy đứa nhỏ này, mấy đứa nhỏ thì nó cũng phải sẽ có sơ suất. Anh chị bạn rồi nhiều khi á là nhiều khi mấy đứa nhỏ nó viết sai gì đó, mình có thể mình châm chế được, mình sẽ nhắc em nó thôi. Nhưng mà nói thật sự luôn chị bạn, cố gắng đi. Sau này mấy đứa nhỏ này nó cũng sẽ góp phần nhiều cho xã hội mình. Cho nên mình cũng hy vọng là sẽ có nhiều tiến sĩ luật đồ học chính quy đồ ra, giỏi đồ để bảo vệ được quyền, nhiều cái quyền lợi của người dân Việt Nam.
khi mà tao có công chuyện gì tao nhờ mấy em nói, chứ anh chị bạn đâu phải ngồi bán khô như em ngồi nói nhảm vậy anh chị bạn, đúng không? Anh chị mà trong có những người có học, đúng không? Còn lên mạng này chơi, anh chị bạn lựa kênh mà chơi, thấy đâu chị anh tí, lựa người mà nghe, lựa kênh mà chơi là sao, phải không? Thì kiến thức mình nó năng nhiều lắm thiệt. Anh chị bạn thí dụ như mà anh chị bạn học nghỉ học lực ra để làm gì? Vậy thầy tại sao đi học cái đó để làm gì anh chị bạn? Cố tình lè ai em đâu có biết, nhưng mà nói mà bằng tiến sĩ mà như vậy thôi. Quan tâm y khoa, kiếm kênh của các bác sĩ thật, tránh lừa, đúng không thấy? Đúng rồi, bác sĩ Thanh Danh. Nếu mà mình quan tâm về phụ khoa thì mình cũng nên đi vào những cái kênh của bác sĩ phụ khoa để mình nghe, mình hiểu biết. Mình có thể là những cái gì mà mình đang trục trặc, mà mình đang vướng mắc, mà mình không hỏi được thì mình có thể comment để hỏi bác sĩ sẽ trả lời cho mình. Còn Duy em thấy người ta hỏi gì thấy không, Duy em thấy nói nhảm thôi anh chị bạn. Anh chị bạn hỏi em là em chỉ có làm cho anh chị bạn vui bằng cách là trả lời những câu hỏi mà anh chị trả lời hỏi thôi, chứ em đâu biết làm gì. Em phải tiến sĩ tiếng Ơ rồi đó anh chị bạn, em đâu có bằng bằng biết gì, em chỉ có bằng bán khô thôi. Dạ, em chỉ có bằng bán khô thôi anh chị bạn. Bằng bán khô là mình bán khô, mình tự cấp bằng cho mình đó, giống như là mình đi đường tắt là mình tự cấp bằng cho mình luôn. Dạ, tờ giấy đó mình ghi lên chữ như nè, bằng tiến sĩ bán khô đó là Nguyễn Hải. Dạ, bằng tiến sĩ học bán khô có luôn hả thế? Dạ, đó bằng chợ trời đó, bằng chợ trời là bằng chợ đen đó. Chợ đen là sao thấy? Dạ, mình viết đại lên là mình nói là mình bằng 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 bán khô. Dạ, giống giống như ai kia vậy thôi anh chị bạn, không khác biệt gì lắm đâu. Tại cái bạn ở đâu đi cãi cho ai đâu anh chị bạn, chỉ hù tụi nó chơi thôi mà, giống như tờ giấy lộn lưng vậy. À, hiểu không? Sát rồi nè, con hiểu không? Con lấy giờ bực bội phải không? Để con nói cho con nghe, muốn mua khô ngon thì kiếm thấy. Để con nói cho con nghe vậy nè, là thí dụ như con á, đem cái bằng luận của con ra, con đi cãi cho người ta, con đi bảo vệ người khác. Còn thầy của cô là khác, đem cái bằng đó ra hả? Để hù chơi thôi. Thế, đây để bằng để chơi thôi con à. Giống như cô vậy á, đem bằng bán khô ra làm gì thế? Dạ, để hù mấy người mua khô thôi, cho thấy cái giá trị thôi. Còn ví dụ mình ở trong đó mình đưa bằng cho anh chị thế, đang cho mấy cái đám u mê đó nó nghe, để nó ngưỡng mộ mình, để nó về nhà nó kêu má đưa tiền cho mình, thế thôi, hết. Gắm một máy lên thì bạn con mèo làm xúc về một máy luôn. Quậy quá à. Con sẽ làm mà luận án tiến sĩ luận đó, là con sẽ đi cãi những trường hợp khó, cãi cho những doanh nghiệp Việt Nam, cãi cho những người yếu thế, cãi cho những người mà cần con. Còn thầy của cô hả? Chỉ cái bằng đó để làm gì cô? Cái bằng đó để đi hù tụi nó thôi. Chứ 80-90 tuổi thì đi cãi cho ai? Chứ thầy cô không cãi cũng có ăn nữa. Tụi con sau này phải đi ra kiếm hồ sơ của doanh nghiệp đồ cãi. Còn thầy cô chỉ cần nói thôi tụi nó nghe là có. Thận tình ghê vậy. Ghê à? Thấy rồi chị Hà Thu. Chị Hà Thu thấy em nói được không? Đúng không? Như mấy đứa nhỏ như con mình đã học tiến sĩ luật xong làm gì thế? Tiến sĩ luật xong để đi bảo vệ những người yếu thế. Còn thầy của cô là tiến sĩ luật xong để làm gì hả con? Để đi kêu tụi nó nghe là về má cúng dường nhiều, cúng càng nhiều càng tốt, cúng nhiều, đập đầu một con cá cúng một chỉ vàng. Thầy của cô cũng tiến sĩ luật nữa nhưng mà theo cái đường tính toán, là con hiểu không? Cô là theo hệ điều hành là bảo vệ người ta. Còn thầy của cô là theo hệ điều hành là tính nhân rộng lên. Nhân rộng là một chỉ, đập 10 con cá sẽ có 10 chỉ. Cúng miếng đất xong rồi cúng cái nhà. Đó, đó. Con hiểu không? Cái hệ điều hành của con nó khác cái hệ điều hành của thầy cô. Cái hệ điều hành của con là con đi bảo vệ người ta yếu thế. Còn cái hệ điều hành của thầy cô là đứa nào mà giàu giàu là thầy cô chơi. Chơi xong một cúng dường cúng ơn rồi thầy cô thích. Đó là hệ điều hành nha. Hello shop. Hệ điều hành, Lan Anh xin chào. Hệ điều hành đó. Máy lạnh không cho thầy. Rồi bây giờ sạc quạt luôn hả thấy? Dạ, tháo máy lạnh đem dục luôn anh chị bạn. Tháo máy lạnh đem dục luôn rồi. Dạ. Đóng tiền điện nhiều quá tháo máy lạnh đem dục, chứ mãi thầy nói. Dạ, đóng tiền điện nhiều quá tắt máy lạnh bớt, mở nguyên ngày mà mở mấy cái được anh chị bạn, đóng tiền điện lè lưỡi luôn, chứ thực ra cũng được lắm anh chị bạn, chứ ngu gì cho em cho ta anh chị bạn, tắt thôi. Con chắc chắn 100% luận án của ổng là người đứng sau sọ. Cô đừng nói vậy, ngại lắm con à, cô đừng nói vậy thầy biết thầy buồn đó. Có học đâu mà sọ con, cô đừng nói vậy, thầy cô biết thầy cô buồn chứ. Con có học như cô nè, cô học rồi chứ giờ mà cô muốn đi thi đi, con phải soạn giùm cô chứ, cô biết mẹ gì đâu. Cô có đi học gì đâu. Cô ngày ngày cô kêu tụi nó là mua khô không mà cô làm sao mà soạn dự án luật bán khô được, con hiểu không? Giống như ngày ngày cô phải lên đây cô live stream mà thời gian cô đâu đi, cô đi học. Cô live stream mà cô lo cô kiếm tiền không à. Cô không có đi học. Nhưng mà nói chung là khi cô là bắt đầu là tham gia dự án rồi cô vẫn làm được như ai con à. Thì cô vẫn nói thao thao bắt tiền rồi vậy đó con. Ừ. Con hiểu hả? Tại vì tiền nó vẫn quan trọng hơn con à. Cho nên biết là mấy con buồn nhưng mà thôi dáng chấp nhận sự thật này nha. Chứ là cô Thí cũng an ủi phần nào đó, là cô Thí sẽ trả lời cho con theo cái kiểu dân chơi bây giờ hay trả lời là tiền là giản năng, tiền là giản năng. Bây giờ cô nói về xong tụi con sau này tụi con sẽ là nhân tài trong xã hội này, tụi con sẽ biết được giá trị của đồng tiền để làm gì. Cô Thí, giá trị của đồng tiền làm gì? Cần bà dẫn dắt à? Đó anh chị bạn, cần bà dẫn dắt gì? Tao đâu có dẫn dắt ai đâu. Nam tà, nam tà tay độc Âu Dương Phong, mày nhìn mày là biết mày trúng thanh niên rồi.
Chúng thanh niên là chúng thanh niên là không thông minh đó anh chị bạn. Chúng thanh niên là đơn tính mà có. Chúng thanh niên là má chơi xuyên long chảo quyền, bóp trên 500, bóp dưới 500, bụng tự bự. Chúng thanh niên của thầy là vậy đó anh chị bạn. Ăn no đồ soạn sẵn dự án cho thầy đồ luôn. Dạ, chúng thanh niên mà. Chúng thanh niên đồ tiến sĩ tiến lơ đồ. Chúng thanh niên đồ quỳ lại với cha mẹ rồi đó. Dạ, chúng thanh niên u mê sâu, âm u tối thui, đầu óc như đêm 30 không bao giờ sáng. Dạ. Em vậy đó. Tao đâu cần mày dạy tao dẫn dắt ai. Bán khô mà làm gì có cửa dẫn dắt anh chị bạn. Dạ, tao quỳ. Có một góc đó, câu chuyện nó là vậy. Dạ. Có là có tất cả. Tao nè. Tiền là tiên là Phật, là sức bật tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái cần công lý, có tiền thật hết ý. Tiền là gì anh chị bạn? Tiền là tiên là Phật, là sức bật tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái cần công lý, có tiền thật là hết ý. Thấy chị Mỹ Lệ? Có tiền hết ý không chị Mỹ Lệ? Đúng không? Tiền là gì thế? Tiền là tiên là Phật, là sức bật tuổi già. Tại sao con nghĩ đi? Tại sao chùa nào cũng kêu cúng dường làm chi con? Là tiền. Tất cả phải có tiền. Không có gì đổi qua được bằng tiền hết con. Có tiền đi là con sẽ có tất cả. Có tiền rồi con có tiếng. Có tiếng là con sẽ có miếng. Vậy thôi. Sau này con đi học xong cũng vậy. Con bắt đầu nổi tiếng rồi. Con sẽ có tiền. Có tiền xong là gì nữa? Có tiền là sẽ có tiền. Có tiếng. Có tiếng là sao nữa? Là con sẽ có miếng. Mà cái miếng đó nó bự quá thì con càng giàu. Đó. Anh chị mà hiểu không? Đơn giản dễ hiểu anh chị mà. Nói mình nôm na mình dốt mà nói vậy đúng không anh Khoa? Đó, có tiền để làm gì con? Sau này con học xong đi. Bây giờ thì nếu mà nói con á, là nếu mà nói con mà bây giờ mà quan trọng đến tiền, con sẽ buồn. Tại vì con đang học mà. Con học chưa xong mà cô Thí. Đúng rồi. Cho nên cô Thí thấy thương tụi con là vậy. Tại vì trong thời gian mà tụi con mài chữ đó, là tụi con phải bỏ công sức ra mài. Còn người ta đó là chưa đủ mài. Thôi anh chị mài hiểu không? Thôi bớt sủa đi Nam Tà. Mang ngay cái tên mày là biến chơi rồi. Thiệt. Biểu không Nam Tà? Nam Tà Tây Độc Âu Dương Phong, nghe cái tên mày là biến chơi rồi. Không cho mày trong live luôn thiệt. Đã nghe tên mày không muốn chơi, biết tại sao? Não mày không có chỉ số IQ, mày không thông minh, không thích chơi với mày. Này nói thiệt, Nam Tà rồi, mày đừng buồn nha. Mày đừng có gắn cờ Việt Nam đồ xấu đức đồ. Thiệt, hello moon. Mày đừng có gắn cờ vậy được. Dân Việt Nam người ta thông minh thấy bà luôn. Ai đâu mà u ám như mày vậy? Mày nghĩ là thằng Quang của mày nổi tiếng lắm nên người ta bu vô, người ta bu vô. Trời ơi, chứ mày thấy thầy, ông Quang của mày nổi tiếng với tao thấy là còn thua cái ông giữ xe dưới nhà tao. Anh chị bạn tin không? Nó thấy ông Quang nổi tiếng chứ em còn thua cái ông giữ xe mà em đi qua trạm. Tại vì sao? Ông canh xe cho em ngủ mà. Cái ông nó mới quan trọng. Cái ông bảo vệ chung cư này nè, là ông còn quan trọng hơn ông Quang nữa. Tại sao? Ông quan trọng với tôi. Tại vì tôi cần ông bảo vệ. Nào ông giữ xe nè, đúng không? Giờ ông canh giấc ngủ cho người ta nè. Tối ông phải đi lang thang công viên rồi ông canh cho tôi ngủ nè. Trời đất ơi, ông Quang ông tôi cái chùa ông thôi, nhưng mà cái ông bảo vệ là ông canh nguyên cái chung cư rồi. Cho nên ông bảo vệ quan trọng à? Với tôi là ông bảo vệ quan trọng à? Quan trọng chứ. Đó đúng anh Khoa. Trời, cuộc sống này có những thứ quan trọng nó kỳ vậy đó. Trời ơi, mày cho ông Quang mà là tất cả. Hỏi một cái là trời ơi, đu theo ông Quang để nổi tiếng. Thôi má, thôi khỏi, dẹp, khỏi, khỏe, nghỉ khỏe. Dạ, nghỉ khỏe luôn, nói trên live luôn. Nghỉ khỏe, nói thôi chiều là miếng ăn cơm mình chị bạn. Chán nó đột mà không có ăn cơm mình chị bạn, hiểu không? Chán, nhìn mặt chán luôn chị bạn. Đúng rồi, nhìn mặt chán luôn. Hệ điều hành thấy gớm. Hệ điều hành ở đây nè chị bạn, để em diễn tả cho chị bạn nhìn nha. Người ta tu viết hay nhìn thầy Pháp Hòa, người ta tu viết ta đẹp cái chán ta tròn vo vậy nè chị bạn. Nè bây giờ anh chị bạn nhìn chán thử nha. Xong người ta tu viết cái đầu ta tròn vo chán vậy nè chị bạn. Còn tu viết anh chị bạn, hai ngạnh tóc nó nằm đây nè, hai ngạnh tóc ở đây nè, giờ cái chán nó còn như đây nè. Anh chị bạn nhìn đi, anh chị bạn nhìn em nói nha. Nè dụ như anh chị bạn rút tóc xuống hai ngợi kìa nè, đó nè, cạo xong rồi mà hai ngạnh nằm đây nè, đó, hiểu không? Là hiểu không? Là cái hệ điều hành của nó là nó tu viết mà nó không có được rộng ra như vậy đó. Anh mới nói hả? Khi nào con người ta cái chán người ta rộng rãi vậy nè, con người ta nó mới như vậy. Còn nó hẹp lượng anh chị bạn, cái đầu viết tẹp vậy nè, đó, nó bẻ qua cua vậy nè. Anh chị bạn tự coi đi. Khoa Quỳnh, anh Khoa, anh coi tiếng quá, anh coi đi đó. Rồi thêm thằng thầy Bành Văn Chim cũng vậy nữa, chán như đây nè, nè chán như đây nè, đó, chán như đây nè anh chị bạn, thiệt, chán như đây nè, đó cái hàm răng này, đó, cái hàm răng như vậy nè, chán như đây nè, đó, đẹp dữ chưa? Đẹp dữ dội luôn. Rồi phải đu vô mấy người đó nổi tiếng. Trời ơi, đẹp quá vậy mà. Đẹp lạ luôn. Để nhìn cảm thấy là con sâu làm đồ nồi canh. Nói thôi mà nhiều khi mình đau tử muốn mắc ói lại. Đúng chị Mỹ Lệ? Đâu chị Mỹ Lệ? Nói đi, có phải em nói đúng không? Chị Mỹ Lệ nhìn trong vàng tất tan coi. Trời đất ơi, không có một like của thầy Pháp Hòa. Trời ơi, người ta tu viết ta đẹp. Trời ơi, ta đẹp lạ luôn. Còn mình tu viết mà nhìn thấy mà bắt quải luôn. Tu viết mà nhìn no cơm luôn chị bạn. Nhìn ta nói là nhìn hết muốn ai gì là Phật luôn. Đúng rồi, nói đúng á. Nói mà khỏi sợ ai ngại luôn. Nhìn viết là hết muốn ai Di Đà Phật luôn. Còn người ta nhìn mấy ông nhìn thầy Pháp Hòa coi. Mình muốn đi tu luyện.
muốn đi tu liền, không nói nhiều, muốn đi tu. Tại sao không? Sáng quá, chán rộng. Hello Lê Phi, thiệt là chán rộng rãi đồ, nhìn cách nói chuyện đồ, hết muốn nhìn. Anh Khoa nói đúng á, nói thiệt, hết muốn nhậu luôn. Ngọt, con chim bay vô rừng, con chim bay trên. Mà phải ra đẹp như vậy cũng đỡ anh chị bạn, phải ra đẹp như em lè răng này cũng đỡ anh chị bạn. Thiệt, phải răng mà đẹp như vậy cũng đỡ anh chị bạn. Thiệt, nhìn hết muốn nhậu luôn chị bạn. Nhìn ối cơm, thiệt luôn, nhìn ối cơm luôn. Nhìn xong rồi tới đó, thiệt tuột dây cảm xúc luôn. Thiệt tuột dây cảm xúc luôn chị Mỹ Lệ. Thiệt đúng cái tâm sinh tướng thiệt luôn á. Thiệt đúng cái tâm sinh tướng, nó nói bậy viết, nhìn nó dơ mà nhìn nó ghê anh chị bạn. Không giảng về người không me cái cười. Đen quá. Nói gì không hiểu nói gì. Hình như mình đẹp lắm mà chơi người ta. Hình như mình đẹp lắm vậy chơi người ta. Đúng không? Là đúng sai nên chả ai hết. Đúng rồi, sát con nó đúng rồi. Mấy người nó không có học đâu con à. Con đừng có chơi với nó sát à. Con sẽ bị tối tâm như nó. Con thấy vậy thôi, con thấy không? Con lấy tên Nam Tà là thấy nó là thấy nó ngu rồi con. Ê, sát à. Xin lỗi nha, nó không thông minh rồi con à. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi chị bạn. Cái suông câu quá nhỉ. Con nhìn đi con, cái hệ điều hành mà người nào sáng sủa là đa phần người ta thông minh, người ta đẹp gái con ơi. Bữa nay không ai cúng dường nên bọn nó cay cú. Trời ơi, trời ơi, anh chị bạn cúng dường gì nổi nữa anh chị bạn. Bây giờ người ta sáng mắt ra rồi, nay mai không còn nữa đâu. Thiệt, nay mai không còn nữa đâu anh chị bạn.